Hôm nay thì tôi xin phép là đại diện cho câu lạc bộ phần mềm tự do cần mờ để trình bày một cái bài cũng ngắn gọn nhưng mà nó có khá tổng quan về mặt gọi là dữ liệu mở. Nói chung thế thì bản chất dữ liệu mở thì nó cũng là một phần trong cái gọi là tài nguyên số mà là tài sản số mà mở. Thì tôi xin phép trình bày bắt đầu. Thế thì trong cái bối cảnh bây giờ chúng ta nói rất nhiều về cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì cũng nói rất nhiều về các cái công nghệ 4.0. thì trong cái công nghệ 4.0 đấy thì một trong những vấn đề quan trọng nhất của nó chính là cái vấn đề về dữ liệu. Thì người ta đã coi rằng là dữ liệu thì cũng như mọi người nói là như là một cái dầu mỏ trong thời kỳ mới, hay còn gọi là vàng xám, còn trước đây dầu mỏ thì gọi là vàng đen. Thế thì thực ra dữ liệu thì cũng đã có từ lâu rồi và cũng đã đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Thế nhưng mà bây giờ cái sự khác biệt bây giờ là gì? Bây giờ nó phát triển quá nhanh và cái mức độ lớn của nó thì quá không kịp kiểm soát bằng con người nữa. Bởi vì lý do là chúng ta thứ nhất là có các thiết bị IoT, dữ liệu hoàn toàn được thu thập tự động. Thứ hai là chúng ta có các thiết bị mobile, do vậy mà cái dữ liệu được thu thập bởi con người một cách là hàng ngày, hàng giờ, một cách rất là nhanh, nó không khó khăn như ngày xưa nữa. Chính vì vậy mà chúng ta có một cái biểu đồ, chúng ta nếu mà chúng ta để ở đây thì chỉ từ năm 2010 đây thì nó tăng cấp độ theo hàng số mũ, chứ không còn là tuyến tính như ngày xưa nữa. Thế thì để mà nhận biết ra được cái đặc tính của nó thì người ta đã tổng quát hóa được bởi năm chữ V. Thì V thứ nhất là chính là cái độ lớn thì chúng ta biết rồi. Cái V thứ hai quan trọng của nó đó là cái tính đa dạng. Thì dữ liệu trước đây thì chúng ta hay ghi chép, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta có một thời kỳ là máy tính hóa dưới dạng cấu trúc, chúng ta có các cơ sở dữ liệu như kiểu Oracle hay là WordPress hay là MySQL hay là Excel, dạng có cấu trúc một chút. Thế nhưng bây giờ dữ liệu chúng ta nó không chỉ còn đơn giản như vậy, nó có cả những cái dữ liệu mang tính chất là phi cấu trúc, ví dụ như các cái dữ liệu mà chúng ta hay đưa lên trên mạng xã hội chẳng hạn, ví dụ thế, thì nó dạng là dữ liệu phi cấu trúc. Thì do vậy cái tính đa dạng của nó rất là lớn và người ta đã thống kê rằng là 80% dữ liệu đó là dữ liệu dạng phi cấu trúc. Nhưng chính cái dữ liệu phi cấu trúc đấy thì lại tiềm ẩn rất nhiều thông tin và tiềm ẩn rất nhiều giá trị trong đó, chứ không phải là cái dữ liệu có cấu trúc đấy. Thì đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý. Cái thứ ba mà chúng ta nhìn thấy đó là cái tính biến thiên, tốc độ biến thiên của nó rất là nhanh, như vừa rồi chúng ta nhìn thấy hàm số mũ. Do vậy mà cái tốc độ tăng trưởng nó nhanh như vậy, do vậy cái công nghệ để hỗ trợ vấn đề lưu trữ nó cũng phải đáp ứng được. Thì bây giờ trước đây chúng ta không có công nghệ lưu trữ để đáp ứng được cái chuyện tăng tốc độ biến thiên nhanh như vậy, nhưng bây giờ chúng ta có công nghệ. Nếu như mà chúng ta vẫn cách tiếp cận sử dụng các cơ sở dữ liệu dạng như kiểu Oracle như ngày xưa ấy, thì chắc chắn là chúng ta không có một cái kinh phí, một cái chi phí nào để chúng ta làm được cái chuyện là xử lý dữ liệu lớn được. Thế nhưng bây giờ về cái công nghệ mở thì chúng ta hoàn toàn có khả năng làm được cái này với cái chi phí thấp. Thì đấy chính là cái chúng ta cần lưu ý. Lưu ý tiếp theo đó là cái tính gọi là tính hoãn độ. Tức là trong cái dữ liệu của chúng ta ngày xưa ấy, khi chúng ta thu thập ấy, thì thông thường là chúng ta có sự kiểm soát và dữ liệu thông thường là có tính chất sạch. Nhưng bây giờ cái dữ liệu của chúng ta lại thu thập rất là nhiều nguồn, rất đa dạng như vậy và lại do nhiều người làm, do vậy cái sự hỗn độn của nó rất là lớn. Thậm chí là thông tin có cái thiếu, có cái thừa, vâng, làm thế nào mà chúng ta xử lý được cái sự hỗn độn đấy lại thì đấy là cái vấn đề của chúng ta. Và hiện nay các công nghệ có hỗ trợ chúng ta với cái công nghệ về xử lý trí tuệ nhân tạo, nó hỗ trợ chúng ta làm được cái chuyện là kể cả hỗn độn thì chúng ta vẫn có thể khai thác ra được cái giá trị của nó. Và cuối cùng chính là cái giá trị chúng ta có giá trị, đây là giá trị tiềm ẩn, chúng ta chú ý đây là giá trị, đây là giá trị tiềm ẩn, nó không hiển thị ra ngay được. Không có máy tính, không xử lý thì không bao giờ ra được giá trị, đấy là điều chúng ta cần chắc chắn là như vậy. Thế thì thứ hai là cái giá trị này nó cũng lại ở một góc độ gì, nếu như anh có một bộ dữ liệu nhỏ này thì cái giá trị nó chẳng không có gì, nhưng nếu anh kết hợp cái bộ dữ liệu của anh với những nhiều bộ dữ liệu của người khác thì nó lại mang ra giá trị mới, đấy lại là cái đặc điểm quan trọng nữa. Thế do vậy nó mới tạo ra cái cơ hội động lực cho chúng ta là phải mở dữ liệu, bởi vì như vậy nếu như cái bộ dữ liệu, bản thân bộ dữ liệu ta mà nó bản thân nó có giá trị tốt rồi, không cần phải kết hợp với ai, thì cái nhu cầu chia sẻ nó rất là khó. Đấy, thì đấy là cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thế thì đấy là cái năm cái đặc tính của dữ liệu lớn mà người ta đã tổng kết hóa và bây giờ chúng ta khai thác trên cái năm đặc tính đấy. Thế thì quay lại là muốn khai thác thì việc đầu tiên là chúng ta phải tuân thủ luật, cái đấy là điều chắc chắn rồi. Và nói về luật thì ở đây chúng ta cái luật đầu tiên là luật sở hữu trí tuệ, nói về dữ liệu, bởi vì dữ liệu nó được coi như là một cái tác phẩm khoa học, bộ dữ liệu tác phẩm khoa học, do vậy được bảo vệ bản quyền tác giả. Thế nhưng mà bản quyền tác giả ở đây thì nó lại có hai cái xung đột, mà cái này nó đã được gọi là nhận biết từ cái thời của Microsoft Bill Gates. Và Bill Gates thì là đưa ra cái triết lý là tác phẩm máy tính phải được bảo vệ để kinh doanh,
để bảo vệ sở trí tuệ của người sáng tác ra phần mềm đấy. Thế nhưng mà ngược lại, xu hướng ngược lại là gì? Là tôi không, đây là trí tuệ của nhân loại, do vậy cần phải được quảng bá, do vậy nó gọi là copyright, một cái là copyright. Thì cân bằng giữa hai cái việc là gì? Một ông thì muốn kinh doanh, một ông thì muốn quảng bá, thì nó có một cái cân bằng giữa là tôi vừa làm đáp ứng được cái việc là kinh doanh của tôi, nhưng tôi vẫn vừa đáp ứng được cái việc là quảng bá cho trí thức cho nhân loại. Thì đến cái đấy nó sẽ tạo ra một cái nhánh còn lại của chúng ta, chính là bây giờ ở nhánh Creative Commons. Thì đấy là sơ lược qua về cái khái niệm ấy, còn chi tiết thì các quý vị có thể là đọc sâu hơn. Thế thì từ đó cũng xuất phát từ cái nguồn mở đầu tiên thì nó cũng áp dụng cho gọi là tài nguyên số nói chung. Thế thì cái giấy phép đầu tiên mà theo copyleft đó chính là cái giấy phép của GFBL. Thì đấy là theo phong trào copyleft. Thì sau đó cũng lại giống như nguồn mở là gì? Là cần phải hài hòa giữa lợi ích kinh tế và lợi ích gọi là xã hội, thì chúng ta sẽ có cái dòng giấy phép gọi là Creative Commons. Và cái dòng giấy phép này thì nó sẽ quy định đầu tiên là phạm vi công cộng, tức là đây là tài sản của công chúng, do vậy mọi không ai giữ cái quyền gì trên nó cả. Còn lại thì chúng ta sẽ có theo thứ tự là từ mở từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Đầu tiên mở thứ nhất, mở cao nhất đó là gì? Là tôi chỉ giữ lại cái quyền gọi là quyền ghi công thôi, tức là tôi sẽ tạo ra sản phẩm, các anh có thể làm được mọi thứ trên cái sản phẩm tôi và tôi chỉ cần là các anh ghi công thôi, thì đấy là mở nhất. Thế còn sau đó thì chúng ta có khái niệm là SA, tức là gì? Là anh phải làm sao chia sẻ lại cái sản phẩm phái sinh của anh với cái giấy phép mà tương thích với giấy phép mà tôi đã đưa ra, thì đấy gọi là SA. Còn SC tức là phi thương mại, tức là anh được phép sử dụng, anh được phép phân phối nhưng mà anh không được phép thu lợi nhuận, thì đây phi NC. Còn cuối cùng là ND tức là gì? Là ở đây chính là ND chính là không được phép tùy biến, không được phép sửa đổi. Đấy, không sẽ ND thôi, tức là gì? Anh được phép gọi là sử dụng, được phép phân phối nhưng mà anh không được phép gọi là remix cái sản phẩm của tôi vào những sản phẩm khác. Và thì cái đấy là cái những cái gọi là đưa ra, thì chúng ta kết hợp những đó lại thì chúng ta sẽ ra được các cái giấy phép như trên. Thì cái này chúng ta có thể đọc chi tiết hơn trong những cái tài liệu hướng dẫn chủ đề này. Thế thì quay lại bài toán là dữ liệu thì nó chỉ là một phần ở trong cái gọi là tài nguyên số mà thôi. Thế thì đối với dữ liệu như vậy thì khi chúng ta cấp phép mở cho nó ra thì chúng ta hoặc có thể sử dụng ngay trực tiếp cái giấy phép cho tài nguyên số gọi là Creative Commons, nhưng đồng thời chúng ta có thể là áp dụng luôn cái giấy phép chuyên dùng cho gọi là dữ liệu mở. Thì đây có cái tương thích đây, CC0 thì tương đương với BDL, còn CCBI thì tương đương với ODCBI, còn CCBI SA thì tương đương với ODBI. Thì đấy là sơ lược một chút về cái gọi là khái niệm về giấy phép. Còn cụ thể thì chúng ta có thể đọc rất nhiều các cái bài của tác giả Lê Trung Nghĩa đã nói về cái vấn đề này rồi. Quay lại bài toán là thế thì dữ liệu mở thì nó có lợi ích gì? Nó có lợi ích gì? Bởi vì chúng ta chẳng bao giờ có chuyện có nhu cầu chia sẻ nếu như nó không mang lại lợi ích, đúng không ạ? Thế thì ở đây theo đánh giá trong góc độ của khu vực công, tất nhiên là dữ liệu mở thì có thể áp dụng cho khu vực tư được, nhưng mà như bài trình bày của anh Hùng vừa rồi thì là gì? Là chúng ta phải làm từ từ, đầu tiên phải mở dữ liệu khu vực công trước, sau đó sẽ mở khu vực tư sau. Thế thì theo cách nhìn của khu vực công ấy thì nó sẽ có bốn cái lợi ích theo World Bank thống kê. Thứ nhất là đó là vấn đề về cải cách về hành chính công, nâng cao chất lượng dịch vụ. Thứ hai là tăng cường cái sự minh bạch và giám sát của người dân đối với khu vực công. Thứ ba là thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và đổi sáng tạo, bởi vì lúc này cái dữ liệu của chính phủ khi mở ra ấy, thì nó sẽ thúc đẩy các cái doanh nghiệp khai thác nó để tạo ra các cái mô hình kinh tế mới, thì đấy là cái rất quan trọng. Thứ tư đó là nâng cao cái hiệu quả trong cái việc đầu tư và khai thác sử dụng các cái hạ tầng công nghệ thông tin, vì nếu mà không mở ra ấy, thì cái đầu tư chúng ta rất là tốn kém nhưng mà chúng ta khai thác lại nó rất là cái hiệu quả. Và nó đã có hai cái báo cáo liên quan của châu Âu và châu Mỹ và nước Mỹ liên quan đến vấn đề là cái dữ liệu mở này mang lại giá trị kinh tế bao nhiêu. Thì đây là một số liệu trên hai cái báo cáo. Ví dụ đây là nó có khả năng tiết kiệm 1,7 tỷ euro chi phí trong mỗi năm trong cái việc là duy trì vận hành hệ thống công nghệ thông tin dựa trên dữ liệu mở. Thứ hai là cái giá trị trực tiếp mang lại là 325 tỷ đô euro từ 2016 đến 2020. Còn ở nước Mỹ thì giá trị tạo ra là 3 đến 5.000 tỷ đô la trong một năm. Ở đây là không trực tiếp, ở số liệu bên trên là tính cái số liệu là các cái dữ liệu mở mang lại trực tiếp bao nhiêu, còn những kia là dữ liệu là giá trị kinh tế mang lại
không trực tiếp thì là 3-5 nghìn tỷ đô. Thì đấy là một số cái số liệu cơ bản để chúng ta nhìn thấy cái giá trị mang lại của dữ liệu mở. Thế thì để mà thúc đẩy cái việc gọi là tạo ra dữ liệu mở cho xã hội ấy, thì nếu như chúng ta chỉ nhìn ở góc độ là pháp lý không thì cũng không đủ, mà để tạo ra nó thì chúng ta phải nhìn ở 4 góc độ khác nhau để hình thành một hệ sinh thái. Góc độ thứ nhất là góc độ pháp lý, góc độ thứ hai là góc độ về mạng lưới tổ chức, tức là phải có cái tổ chức phi chính phủ hỗ trợ việc là thiết lập các cái mạng lưới để mà thúc đẩy cái việc là chia sẻ dữ liệu mở ra. Thì cái này nó rất phù hợp với cái gọi là các cái đơn vị như kiểu của bộ chúng ta. Thứ ba là cái mô hình kinh doanh để đảm bảo tính bền vững. Bởi vì chúng ta nếu mà làm bất kỳ một trong xã hội này là làm bất kỳ gì mà không tính đến kinh tế thì nó cái sự bền vững nó rất là thấp. Thì chính vì vậy mà vẫn phải gắn với một các cái mô hình kinh doanh để mà thúc đẩy cái việc là phát triển dữ liệu mở. Và cuối cùng đó là vấn đề về xây dựng các cái tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo để việc là chia sẻ dữ liệu và khai thác dữ liệu cách dễ dàng nhất và tốn kém chi phí nhất, ít nhất. Nếu như mà chi phí nó nhiều quá thì cũng rất là khó khả thi. Thì đấy là bốn cái khía cạnh để đảm bảo rằng là gì, là chúng ta có thể đưa dữ liệu mở vào trong xã hội, trong thực tế. Thì tôi gọi đó là cái gọi là gì, là một hệ sinh thái. Chứ còn nếu như chúng ta chỉ cần thiếu bất kỳ một cái chân nào trong bốn cái chân này thôi thì chắc chắn là nó sẽ bị rất khó. Thì đầu tiên nói về tính pháp lý cái dữ liệu thì ở đây chúng ta cũng cần phải chú ý rằng không đồng nhất giữa thông tin và dữ liệu, đúng không ạ? Dữ liệu nó sẽ chứa thông tin đấy. Nhưng mà thông tin không có nghĩa là dữ liệu đấy, thì đấy là chúng ta cũng cần lưu ý. Thì ở đây cũng có bốn cái gọi là cái luật mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà làm việc đối với dữ liệu mở. Đó là luật sở hữu trí tuệ, luật về an toàn thông tin mạng, trong đó nó liên quan đến vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật về bảo vệ bí mật nhà nước, và cuối cùng là luật tiếp cận thông tin. Thì chúng ta phải vận dụng các cái điều khoản trong các bốn luật này khi chúng ta làm về pháp lý cho dữ liệu mở. Và cái pháp lý cuối cùng để mà chốt ra được chúng ta chính là cái giấy phép mở. Tức là khi chúng ta cấp ra một cái giấy phép mở thì chúng ta đã gần như phải đảm bảo rằng nó không vi phạm bốn cái luật này rồi. Và do vậy khi mà tôi dùng cái dữ liệu của anh mà anh đã cấp phép mở cho tôi rồi thì tôi sẽ tự tin tôi dùng, tôi không cần phải đi tra lại kiểu đã ra lại là sao sao thêm nữa. Chứ còn bây giờ chúng ta lấy một cái dữ liệu trên mạng về là chúng ta dùng là vẫn có thể vào phạm luật nếu như cái dữ liệu đấy không được cấp phép mở. Đấy, thì đấy là cái chúng ta cần lưu ý là như vậy. Cuối cùng nói về mạng lưới tổ chức. Về mạng lưới tổ chức thì chúng ta thấy đấy là vai trò của các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ. Thì hiện nay nó có 3 cái tổ chức lớn ở trên thế giới, đây là tổ chức toàn cầu. Thì ở Việt Nam muốn phát triển dữ liệu mở thì chắc cần phải có một cái tổ chức dạng như thế này để mà thúc đẩy sự phát triển ở Việt Nam. Và các tổ chức này thì hiện nay nó đang tổ chức một cái ngày hội, gọi là ngày hội phần mềm, ngày hội dữ liệu mở mỗi năm. Thì đây là cái bản đồ của các nước đã tham gia vào cái ngày hội này hàng năm. Và mỗi một năm thì nó sẽ có một cái chủ đề khác nhau. Năm nay ví dụ như năm nay là cái chủ đề về bản đồ mở chẳng hạn, ví dụ thế. Rất nhiều cái chủ đề khác nhau thì chúng ta sẽ vào cái trang web gọi là opendataday.com thì chúng ta .org thì chúng ta sẽ có cái thông tin về cái này. Tiếp theo nói về môi kinh doanh thì ở đây nói về cái này chúng ta nhận đầu tiên nhận biết là thế sinh thái chúng ta sẽ có 5 cái đối tượng khác nhau. Đầu tiên là cái đối tượng mà cung cấp ra, tạo ra cái dữ liệu của chúng ta và sau đó là cấp phép mở. Thì đấy là cái đối tượng thứ nhất. Đối tượng thứ hai là cái đơn vị mà thực hiện cái dịch vụ về phân tích dữ liệu như tôi đã nói rồi. Dữ liệu mở thì cái giá trị nó là cái tiềm tàng phía sau rất là lớn và muốn khai thác nó phải có những cái chuyên gia về khoa học dữ liệu. Thế do vậy thông thường là phải có các công ty cung cấp về cái dịch vụ gọi là phân tích dữ liệu. Chúng ta phải có cái hạ tầng công cụ để lưu trữ để mà truyền bá. Thì cái này cũng là một cái đơn vị khác. Người dùng mà khi khai thác dữ liệu ấy, thì người ta không khai thác dữ liệu trực tiếp mà thông thường người ta chỉ khai thác cái thông tin và cái tri thức ở trên cái sinh ra từ cái dữ liệu đấy thôi. Thế thì do vậy chúng ta phải có các ứng dụng đến cho người dùng và đây chính là cái chìa khóa để mà đưa cái dữ liệu mở vào trong cuộc sống. Chứ còn nếu như mà chỉ đưa dữ liệu ra không thì không ai dùng làm gì cả. Đấy, thì đấy là chúng ta cần chú ý ra đây, nó phải có cái gọi là đơn vị phát triển ứng dụng. Thì đây là bốn cái đơn vị và cái người cuối cùng đấy là cái người tiêu dùng. Thì nó sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái và chúng ta phải tìm ra được cái lợi ích kinh tế trong bốn cái đơn vị này nhá. Thế thì cái tìm ra lợi ích kinh tế khó nhất đối là chính là gì, là tìm ra lợi ích kinh tế cho cái đơn vị mà gọi là cung cấp cái dữ liệu mở. Còn những cái đơn vị kia thì chắc là nó cũng rất là dễ rồi, thì họ cứ sử dụng dịch vụ bao nhiêu thì tôi trả tiền bấy nhiêu thôi. Đấy, thì nhưng mà cái đơn vị mà cung cấp dữ liệu mở thì thông thường cái đơn vị cung cấp dữ liệu mở thì cái giá trị của họ mang lại đấy thôi. Kinh tế họ mang lại thì thông thường nó mang lại gián tiếp, ít khi là mang lại trực tiếp. Đấy, thì ở đây chính vì vậy nó có thể tạo ra các cái mô hình kinh doanh khác nhau. À,
trong cái thế giới mở, ví dụ như freemium hay premium, tức là thu phí dưới dạng gọi là đầu tiên là anh miễn phí, sau đó anh thu phí bản gọi là bản commission, có hai bản community, bản commission, ví dụ đến dạng như vậy. Hay là anh có thể dễ dàng là gì, là giảm chi phí của anh mở ra, nhưng khi anh mở ra như vậy thì anh sẽ giảm cái chi phí mà anh gọi là xây dựng cái dữ liệu của anh, thì đấy gọi là mô hình gọi là cost saving. Hay là cái mô hình khác, là cái mô hình bây giờ người ta có áp dụng là mô hình gọi là anh mở dữ liệu của anh ra, đúng không? Thế nhưng mà dùng để anh đến gì, đánh quảng bá cho một cái kinh doanh khác của anh, tức là cái thu lợi nhuận của anh là cái khác, nhưng mà cái này nó giống như một cái tiền gọi là tiền làm dữ liệu mở, giống như cái tiền quảng cáo của anh thôi. Thay vì anh đi quảng cáo, anh làm dữ liệu mở này thì anh sẽ thu lợi nhuận của bên kia, thì đấy người ta gọi là indirect. Bây giờ nó có rất nhiều mô hình kinh doanh khác nhau để đáp ứng cho cái đơn vị mà là làm dữ liệu mở. Đấy là cái mà chúng ta cần tập chú ý. Như tôi đã nói rằng, để dữ liệu mở mà có khả năng khai thác dễ dàng và chia sẻ và tiết kiệm chi phí thì chúng ta cần phải tuân thủ tiêu chuẩn. Thì ở đây người ta đã đưa ra một cái tiêu chuẩn FAIR, bao gồm 4 cái cạnh. Thứ nhất là gì? Có khả năng tìm thấy. Khả năng tìm thấy đây thì là gì? Là thể hiện ra là gì? Nó phải được đưa lên kho dữ liệu ở trên Internet, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Là dữ liệu đấy phải được định danh duy nhất và sử dụng cái gọi là Persistent ID, tức là một cái mã định danh vĩnh viễn. Tức là cái hiểm theo là gì? Là khi tôi đã cấp cái mã định danh đấy ra rồi thì cái mã định danh đấy nó phải tồn tại suốt đời, kể cả khi cái tài nguyên đấy mất đi chăng nữa thì cái định danh đấy nó vẫn còn, để người ta vẫn có thể khả năng tra cứu được cái metadata của cái tài nguyên đấy, chứ không phải là mất đi là mất hết. Đấy, ý là như vậy. Thì đấy được gọi là tại định danh vĩnh viễn. Truy cập được thì tất nhiên là anh muốn truy cập được thì anh phải có các cái giao thức tiêu chuẩn để ai cũng có thể là truy cập vào được nó được. Hay là anh phải có cái siêu dữ liệu đấy, cho nó để anh mô tả nó để người ta có thể tìm kiếm được. Về mặt gọi là interpretation, tức là có khả năng tương thích, tức là khả năng gọi là tương hợp giữa các hệ thống với nhau ấy, thì nó phải sử dụng một cái ngôn ngữ mà máy hiểu để phục vụ cho dữ liệu. Chứ dữ liệu ở đây chúng ta không thể làm một cái file PDF được, đúng không ạ? File PDF thì máy nó không thể đọc, để hiểu, để xử lý cái dữ liệu đấy được. Thứ hai là chúng ta phải liên kết với các cái dữ liệu dùng chung, tức là hàng ngày, hàng giờ dữ liệu chúng ta tích lũy lên, nhưng mà nó không phải là các cái thành phần độc lập với nhau. Đấy, thì dữ liệu mà nó chỉ có khả năng là tạo ra giá trị khi mà nó có sự liên kết với nhau đấy. Thì đấy chúng ta phải sử dụng cái sự liên kết dữ liệu với nhau. Và cuối cùng là có khả năng tái sử dụng bằng cách là cấp phép bằng giấy phép nguồn mở. Và thứ hai là phù hợp với các tiêu chuẩn ngay. Thì đấy là tôi muốn nói về cái tiêu chuẩn FAIR. Thì ở dưới góc độ công nghệ, chúng tôi là làm công nghệ thì cuối cùng cũng phải sinh ra một cái hạ tầng để hỗ trợ các anh chia sẻ và khai thác cái dữ liệu mở này như thế nào. Thì cái đấy người ta gọi là xây dựng một cái hạ tầng dữ liệu, và nếu mà mở thì gọi là hạ tầng dữ liệu mở. Thế thì để mà làm một hạ tầng dữ liệu mở tốt thì theo đánh giá của Tim Manley là cha đẻ của web thì chúng ta có 5 cấp độ khác nhau. Cấp độ thứ nhất là cấp độ chúng ta chỉ chia đưa lên Internet, chúng ta chia sẻ thôi. Và cấp phép nguồn mở thì chúng ta có cái hình dung giống như một file PDF. Ở đây có một cái hình tượng rất đơn giản. Thứ hai là chúng ta sử dụng một cái chuẩn mà máy nó có thể đọc được đây đọc được nhé. Thì đây như Excel là máy có thể đọc được để lấy ra từng cái ô, từng cột dữ liệu, nhưng mà chưa đủ. Đoạn thứ ba là gì? Là như kiểu CSV là máy nó phải hiểu được, tức là biết cái cột đấy, dữ liệu đấy nó có ý nghĩa gì. Đấy, thì đấy là máy hiểu xong thì chưa đủ. Đến cấp độ thứ tư là cái cấp độ người ta gọi là cái dữ liệu của anh ấy nó phải được định danh duy nhất và có tính toàn cầu. Đấy, thì lúc đấy anh mới có thể biết được rằng cái dữ liệu của người khác đưa cho anh ấy nó có trùng với cái dữ liệu nào của anh người ta có hay không, tức là nó tạo sao cái sự tích hợp dữ liệu một cách dễ dàng. Còn nếu như chỉ đọc hiểu được các cột đấy nhưng mà cái nội dung của nó không thống nhất với nhau thì nó cũng không thể nào mà tích hợp được. Thì đấy là cái bước thứ tư, là cái bước gọi là sử dụng cái định danh thống nhất và gọi là từ điển dùng chung. Và bước cuối cùng là cái bước là gì? Là dữ liệu của anh tạo ra nó có khả năng liên kết với những cái dữ liệu mà trước đấy người ta đã tạo ra. Bởi vì trước đấy chúng ta phải kế thừa lại những cái, ví dụ như đây chúng ta ở trong công nghệ chúng tôi hay còn có một từ gọi là ontology chẳng hạn. Anh làm về lĩnh vực y tế chẳng hạn, anh đã sinh ra rất nhiều các cái gọi là từ điển hay là các cái bệnh án từ trước đấy, thì anh có thể tham chiếu tới nó, anh có thể tái sử dụng nó. Thì cái đấy người ta gọi là dữ liệu liên kết và nó sẽ tạo ra cái thực nghiệm nghĩa. Thì đây là cái 5 mức độ để mà tạo ra một cái hạ tầng dữ liệu có khả năng khai thác
một cách tự động hóa được thì mới trở thành công nghiệp 4.0 được. Còn nếu không thì chúng ta vẫn là xử lý bằng công, vẫn là thủ tục. Ngay kể cả hiện nay phần lớn trên thế giới hiện nay mới đang dừng ở mức 3 thôi, còn mức 4 và mức 5 là đang trong quá trình chuyển đổi số để mà đưa lên. Thì ở châu Âu thì cái việc mà làm hạ tầng dữ liệu mở này họ đang rất quan tâm rồi. Ví dụ như họ đã có những dự án như xây dựng Eurovox, tức là xây dựng một cái bộ từ điển thuật ngữ dành chung cho toàn châu Âu. Tất nhiên là gọi là châu Âu nhưng vậy nhưng mà áp dụng cho cả quốc tế được. Vâng, thì tôi muốn nói là châu Âu thì là một nơi mà gọi là tùy tổ của một ngành khoa học, do vậy mà dẫn đến là họ rất quan tâm đến cái vấn đề mà phát triển những cái này. Thì do vậy khi làm hạ tầng dữ liệu mở, chúng ta cần phải chú ý ba cái vấn đề chúng tôi đã nói là chuẩn định danh dữ liệu, thứ hai là từ điển thuật ngữ tầm chung, và thứ ba là ngược đồ nghĩa. Thế thì quay lại nói về ở Việt Nam thì thực ra hiện nay chúng ta bắt đầu có sự quan tâm về cái vấn đề này, mà dữ liệu thực ra chúng ta hiện nay vẫn đang là rất là manh mún, đúng không? Gọi là dữ liệu lớn chắc là chưa có. Việt Nam thì gọi là dữ liệu lớn thì gần như không có rồi. Thế thì nhưng mà ở các đề án mà gọi là lớn nhất hiện nay mà chúng ta gọi là nhìn thấy được, và ấy thì ở đây chúng ta tôi tạo nhìn thấy là hai cái thứ nhất là hiện nay là các hệ chữ Việt số hóa. Thì cái này thì trong cái tất cả văn bản đó thì tôi không đọc đâu thấy nói rõ rằng đây là một cái gọi là tài nguyên mở, không công bố một cách gọi chính thống. Thế nhưng mà về mặt chủ trương tất cả thứ thì nó đều là cái tài nguyên mở thôi. Chính vì vậy thì tôi coi rằng đây là một cái đề án nói về hệ xây dựng gọi là hệ sinh thái mở. Thì trong cái dự án này nó vẫn có, hiện nay đang có 4, có 8 cái gọi là dự án thành phần, đó là kho dữ liệu mở, kho ứng dụng, kho chia sẻ kiến thức, kho tài nguyên giáo dục, kho di sản số hóa, nền tảng dữ liệu bản đồ Việt Nam và nền tảng dữ liệu tiếng Việt. Thì đây là những cái dự án cụ thể mà đang phát triển. Thế nhưng mà rất tiếc rằng là họ không, vì không được công bố, do vậy tôi không biết cách làm là họ có làm theo chuẩn mực của mở không. Đấy, thì ý muốn nói thế, bởi vì anh muốn làm chuẩn mực thì đầu tiên phải công bố anh mở đã. Chứ còn anh chưa công bố mở thì anh tôi không thể nào mà bắt anh mở là anh làm theo chuẩn mực mở được. Thì đấy là cái mà đầu tiên tôi đang phân vân với cái đề án này. Đề án thứ hai là đề án về xây dựng về kho dữ liệu dùng chung và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở. Thì cái này thì rõ ràng tuyên bố là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở rồi. Thế nhưng mà cái mức độ phát triển của nó hiện nay thì cũng đang là bước đầu. Hiện nay vào cái trang web gọi là data.hochiminh.vn này thì cũng chỉ có vài bộ dữ liệu thôi, và vài bộ dữ liệu đấy thì cũng đang ở mức độ cấp độ 3, tức là thậm chí là cấp độ 2, tôi hiểu cấp độ 2 tức là đặt vài giao vài cái gọi là cái CSV, một cái file CSV để chúng ta download về chúng ta dùng thôi, chứ không có gì là ghê gớm cả. Thì đấy là cái mà chúng ta lưu ý. Thế thì cuối cùng kết luận lại mà tôi thấy rằng thì rõ ràng bây giờ làm dựng hệ sinh thái dữ liệu mở ở Việt Nam nó là một cơ hội nhưng mà cũng là thách thức rất là lớn. Ngoại thách thức lớn ở đây là gì, là chúng ta gần như chưa có gì, nhưng mà chưa có gì nói như cho bộ trưởng Hùng, càng anh chơi gì thì anh lại càng có cơ để phát triển nó nhanh lên. Thì đấy cũng là tôi cũng nghĩ là như vậy. Thế thì để làm được điều đó thì như tôi đã quay lại là gì, là xin anh có 4 vấn đề. Thứ nhất là anh phải thay đổi cái mindset của anh để anh làm, là thay vì anh cứ chạy theo dự án thì bây giờ anh phải cần có cái mindset tổng quan hơn. Thì cái mindset tổng quan hơn đó là gì? Đầu tiên anh phải nghĩ đến nền pháp lý, anh phải chắc chắn là khi nó nói đến cũng ở là anh phải nghĩ ngay đến vấn đề pháp lý và cấp phép mở cho nó. Hai là thay vì nhà nước bao sân tất thì bây giờ tôi nghĩ rằng là cần phải có một cái tổ chức phi chính phủ nào đó đứng ra để xây dựng một cái mạng lưới về dữ liệu mở này. Thì đây thì vai trò các hiệp hội rất là lớn. Thứ ba là vấn đề về tạo chính sách để mà khuyến khích cái sự đổi mới sáng tạo trên cái kinh doanh trên cái nền tảng dữ liệu mở. Hiện nay cái này chúng ta chưa rõ ràng, chính là tí nữa chúng ta, nếu mà chúng ta có cái bài tham luận về pháp lý chúng ta sẽ xem cái thêm nào. Cuối cùng là cái đáp ứng chuẩn kỹ thuật tối thiểu, tức là phần tiêu chuẩn kỹ thuật. Thì cái này thì theo tôi nghĩ là về mặt công nghệ thì trên thế giới sẵn sàng rồi, chỉ có điều là chúng ta nhận thức và chúng ta mang vào áp dụng như thế nào thôi. Đấy. Và thứ hai là chúng ta khi làm các dự án thì chúng ta cũng nhận thức được cái vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật này để chúng ta chốt. Cái này nó sẽ là cái vấn đề đi sau cùng, không phải là cái vấn đề trước mắt. Và cuối cùng tôi xin kết thúc bài trình bày thôi. Cảm ơn các bạn.